Việt Nam tôi, VOV2.vn và nền tảng Spotify, VOV2. Say thêm vài cơn cùng em, nắng bên cạnh khi em lại đến. Ba lần của nó Citadel nha nè. Cái hiệu này là của Mỹ nhưng mà nó sản xuất tại Đức nha nè. À lộn, nó xuất Đức nha. Thấy không? Hiệu ra của Mỹ nè, Loi nè. Nhưng mà nó xuất Đức nha. 108 cái về mà đó. Hai lo hai bờ. Tự do của Tổ quốc. Kỷ niệm lần thứ 76 ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ. Cái này là nó có lệnh luôn nha. Này, lệnh này. Chắc nó chạy bằng điện hay sao anh em ơi. 400 tổ chức chương trình nhắn tin tri ân liệt sĩ. Nó có hẹn giờ này. 2023. Này chắc mình hẹn giờ nó báo chuông nè. À hẹn giờ đỡ tắt nữa hay sao ạ? Cho mình muốn nghe 30 phút. Toàn bộ số tiền thu được qua tin nhắn. Đây là một tiếng máy tự tắt này nè. À. Dạ. Mẹ Việt Nam anh hùng còn hẹn giờ. Hẹn giờ tắt. Nhắn tin TANS gửi 144. Đây là chiếc chính ngày anh này. Tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho. Cúng cho cái bạch đó nó kêu này. Đó, nó kêu cái tách là chốt chỗ đó rồi hả, là mình 8 giờ rưỡi hay 8 giờ mấy đó. Mấy nút này nút gì rồi? À có đèn nữa nè nha, có đèn luôn này nè, không ô tô chữ T mono cũng đầm tay nha, điện 220 nha. Đang xài điện 22 luôn này. Đức là 22 nha.